Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm hốt nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên xúc về cho bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên em nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân như này. Đấy. Dòng 3 chân và dòng 5 chân, chất liệu của nó thì bằng cao su non như này nhá, bằng cao su non như này. Các bác chiến công trình va đập thoải mái luôn. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Giá thì đều là 50k nhá. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su. Nó sẽ có là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá đều là 50k trên một ổ nhá. 50k trên một ổ. Lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50k trên một ổ đúc cao su như này. Nó sẽ có là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, con này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, cao su non hết nhá. Chiến công trình thì thôi rồi luôn. Bên trong của nó là lá đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái phích cắm này. Phích cắm cũng có đèn báo, nó sẽ có một cái đèn báo ở đây. Giá sẽ là 20k cho một phích cắm như này nhá, 20.000. Đó, có đèn báo cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ly đồng như này các bác này. Đấy, ly đồng như này. Giá sẽ là 40k trong cái ly đồng rất là đẹp như này. Đó. Giá của nó sẽ là 40k. Các bác có thể mua để uống rượu, uống bia này hoặc là mua để mình để trên ban thờ mình cúng lễ cũng rất là đẹp luôn. Sang xịn mịn đẹp. Giá sẽ là 40.000 trong chiếc như này. Đấy, 40.000 trong chiếc này các bác nhá. Lên cho em là ly đồng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá. Lên mã giúp cho em là vợt cầu lông. Một bộ thì hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhưng mà các bác chỉ sử dụng cơ bản là để mình chơi cho các trẻ em nó chơi hoặc các bác thể dục thể thao thôi. Đấy. Bộ sẽ là 130.000 cho một bộ vợt cầu lông như này nhá. Đấy, có tặng kèm cho các bác là một hộp cầu bao gồm là 3 quả cầu nhá. Một hộp bao gồm là 3 quả cầu và một bộ vợt như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. 130.000 cho cái bộ vợt cầu lông như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy. Hàng cước căng, dày dẫn chắc chắn. Đấy, có tay lót rất là êm, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp. Bộ này thì các bác không dùng đi thi đấu được đâu, mình chỉ dùng mình chơi ở nhà thể thao với con cháu hoặc để cho các em nó mang đi học nó chơi thôi. Dùng cũng rất là bền đẹp chắc chắn. Lên cho em là vợt cầu lông 130k nhá, 130k thì cái bộ vợt cầu lông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ dán ô tô, gọi là đồng hồ dán ô tô. Bên em về thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu trắng. Đấy, màu vàng và màu trắng nhá. Đây, nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ như này các bạn. Đồng hồ dán ô tô nhá. Đấy, đây. Rất là tiện luôn này các bạn. Đấy. Rất là đẹp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ dán ô tô nhá. Về nhà thì các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì ấn cái này vào là nó sẽ chạy này. Đấy. Đồng hồ dán ô tô, rất đẹp luôn. Đây các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là giá sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ dán ô tô, giá sẽ là 40k. Có hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, màu vàng và màu trắng này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá đều là 40.000 một chiếc hết, đồng hồ dán ô tô. Giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k một chiếc thôi. Giá rất hợp lý cho các bác có thể mua. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Con này thì rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKM này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKM. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000 cho một con đồng hồ hàng nội địa của Nhật như này. SKM này, có cả lịch luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là đồng hồ 55. Giá của nó sẽ là 170.000. Lên mã em là đồng hồ 55 nhá. Giá sẽ là 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại các bác này. Đây nó sẽ là một cái túi như này. Thì các bác dùng để mình đựng điện thoại rất là đẹp luôn. Thắt vào cái thắt lưng cho em. Khi các bác ra ngoài thì các bác cho vào cái thắt lưng như này. Đó, sau đó thì các bác chỉ cần là nhét điện thoại vào là xong. Nó rất là tiện ích nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì đợt này giá thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là đi 40.000 thôi, 40.000. Em đang bán là 50.000 đợt này, giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn 40.000 trong cái túi đựng điện thoại này nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k. Đó. Túi đựng điện thoại này. Túi điện thoại nhá. Giá sẽ là 40k.
Em đang bán là 50.000 đợt này, thanh lý cho các bác giá là 40.000 một chiếc như này. Rất tiện ích luôn, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví giấy tờ nhá. Hàng của thương hiệu Toyota. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn, bằng da rất là mềm. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp, hàng may kỹ. Đấy. Các bác lên cho em là túi ví giấy tờ ô tô nhá. Đấy, ví giấy tờ ô tô. Đấy, thì các bác có thể bỏ giấy tờ đăng kiểm rồi bằng lái các thứ vào đây. Đó. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô, con này đang bán là 50.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi. 40.000. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000, 40.000 trong cái ví giấy tờ ô tô như này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota, rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác có thể đựng đăng kiểm này, giấy tờ này, nói chung là các loại vào đây luôn, rất là tiện ích nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cái hộp lấy vít gãy này, lấy vít gãy. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 mũi như này. Chuyên để các bác dùng để mình lấy vít gãy các cái cây vít mà nó bị gãy hoặc là bị gì sét thì các bác dùng con này cho em, nó rất là tiện. Một cái bộ này bao gồm là 6 mũi nhá. Một bộ combo cho các bác là 6 mũi như này. Và giá thì rất là hợp lý thôi. Đó, đây. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 các bác nhá, lấy vít gãy 60.000 cho một hộp như này. 60.000 các bác nhá. Lên cho em là lấy vít gãy này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho 2 4 6 6 mũi tất cả luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng một cái bộ này. 60.000 thôi. Bao gồm cho các bác là các cái dòng vít bị gãy, bị gì sét, các bác không lấy được thì dùng cho con này cho em, rất là tiện ích nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng các loại bọt kem. Đấy, cho nên khi các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm, nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ, ăn men các kiểu và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50.000 cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy, thì con này của nó là hương tự nhiên thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy, thì giá sẽ là 130.000, 130.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đây. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, nếu có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đạc. Đó. Cái này bên em đang bán là 130.000, đợt này xả cho bác còn 90.000 thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy, cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380 à? 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ, mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng luôn. Ở pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230.000. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230.000 các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó. Rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy, đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng là hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn các bạn, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá. Quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bạn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá. Bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn, chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, thì ship mất 570.000, 70.000 thì ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 thì ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 vào là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là
luộc con gà to thoải mái luôn, con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó, combo cho các bác 6 món như này, giá sẽ là 700.000, cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhá. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi, cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá. Mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên và bên ngoài thì nó sẽ là vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọn này là các bác biết không? Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp em là đèn phễu, giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho em là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết. 150 chi tiết tất cả đầy đủ cho các bác luôn. Combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu chì như này. 150 chi tiết tất cả và giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá. Màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LVK này. Đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180k cho một con át 40A như này. Át 40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. Át 40A Mitsubishi 180.000. Nào. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. Kỳ lưng, kỳ chân, tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây, dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá.
25.000 cho một bịch như này. Đấy, 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy, dài là 20 cm này, 25 và 30 cm. Đó, 20, 25, 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy, nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn vì nó sẽ là đồng cân là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này. 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp. 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá. Chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Một quận này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 m. Một quận 20 m nhá, và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một quận như này. Đấy, và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy, dây 1.5 dài khoảng 20 m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Giá sẽ là 190.000. Đấy, bác nào đi hay đi giày dép này. Đó, mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào thôi. Cắm điện vào này. Đấy, mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào sau đó thì các bác bật chế độ hiện giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy, để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được. Nói chung là rất là ok thôi, hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Đấy, tiếp theo thì con bàn là đứng nhá. Bàn là đứng 370.000. Đấy, con này sẽ là con bàn là đứng này. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện. Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo, tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần nó dùng hơi nóng và hơi nước mà có cái đầu bàn chải đây. Có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này, lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Con này thì nó sẽ là 1500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này. Ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá, và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhá. Chiết nước vào đây cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng giá sẽ là 370.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Mình dùng để đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000, 370.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là du lịch này. Có lên cho là bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch. Con này thì rất là tiện, nhỏ gọn, để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho em. Đó, đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn các bạn, nhỏ gọn lắm, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn này. Đấy, nhỏ gọn luôn, rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để ở phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm móng màu xanh như này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên như là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa rồi nói chung là nạo gót chân rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây.
rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy, có nặn mụn rồi, có bốn cái bấm móng này, 1, 2, 3 này, bốn cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100 cành nhá. Đấy, 100 cành lên mã giúp em là bộ ví xanh nhá, ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi bao gồm hai chiếc. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này. Cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy, các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc. Mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy, thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều quát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn mình sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó. Đây, đầu mũi đều quát thế này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu cái công tắc của áp quy nhá. Công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá. 50k cho công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá. 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây. Thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình, sau đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt. 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy. Đấy. Thoát sàn máy giặt 4.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây, sau đó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì
Em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhé, võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù các bác lên cho em là võng võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 9.000 một chiếc như này, 9.000 một chiếc như này này. Con này có dây giết các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét, thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2 mét rất là dài luôn nhá, rất dài luôn con này, rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá, 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình trả ra, mình giả ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn, võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy khiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này. Nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn, rất là rộng luôn nhá. Đó. Võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 những cái võng xếp như này. 120k những cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy. Ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy. Vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá, tự động hết. Đây, các bác chỉ cần ấn vào này là xong này. Mở ra này. Đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn, để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy, hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được, rất là gọn. Bỏ túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá. 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này, bốn cánh mini. À, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá, led main như này, và con này nó sẽ là siêu siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W, bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. 40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này. 40k này. Đấy. 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh, con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Còn ba cánh này là 45W này. Đấy, ba cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn ba cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá, rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn ba cánh, bốn cánh, bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh, 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong, nó sẽ ra được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. 8 miếng, ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304, bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây nó sẽ có cái dãy số này, các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên
Đấy, để trên ô tô cho em. Đây, lắp vào đây. Đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k trong cái bảng số dán ô tô như này. 20k, rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây, cái này là của Nhật này. Của Nhật này thì sẽ là 60.000. 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá. 40.000 một típ. Đó. Đây. Của Nhật này thì chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g 40.000, con này 170g cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tản nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Coi lên cho là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này. Đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này. Đây, nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được. Nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98cm. Dài là 122 và cao là 86. Nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá. Ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó. Hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy. Hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ
53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB, hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá. 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh. Và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoang đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá.
lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá, giá của nó sẽ là 35k. Đó, lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá, giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình, đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây, đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này. Rất là đẹp luôn. Đó, đây, giá sẽ là 35k nhé. Giúp cho các bác đã thông kinh mạch máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi, cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V, giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các bác nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Lên mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá. Máy đồng hồ, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng các bác nhá. Đấy, cặp lồng. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá. Nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8L nhá. 2.8L. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngàn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngàn và sẽ có cho nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá.
39-42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhé. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây, ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy, 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. À 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok. Thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm, không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Nó là hàng cơ nhá, hàng cơ, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh nhá. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá.
Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn, hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác, chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy, và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhé, hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây, khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy, rất là chất luôn. Đó, giày dâm giày sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn này các bác nhá, chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá, hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn, và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ còn cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp liếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh, khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy, các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy, các bác đẩy này này em sẽ vào. Đây các bác này, đấy, cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy, thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng, giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng, kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này, 12 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại, con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V. 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Thấy chưa? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không? Nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại, giá sẽ là 450.000 các bác này. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi, còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi, nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220, nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đây nhá. Đây, thổi đây. Thổi tung rời luôn. Đó. Đấy, thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút. Hút thì đảo cái này vào cho em này, đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy, đây hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này, hút vào này, hút vào đây các bác này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000, lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k. Đó, con này thì chạy bằng điện, 260.000 hút thổi bụi điện này. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện.
thối bụi. Điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bạn ơi. Đây, massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này, và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy, massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, con này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90.000. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bạn, sáng lắm, dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá, cân đức. Con này thì cân được 10 kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120.000. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng, đây nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, còn bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu, hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 cho cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy. Khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá. 15.000. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá, và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15.000 thôi, 15.000. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ, các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15.000 thôi, giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80.000. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này.
mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá, nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicone mềm, nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng, mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công, rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá. Hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy, thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó.
Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn nhé, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây, em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây, mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này, đây là nắp của nó này. Đấy, mỗi ngăn một nắp như này nhé. Đấy, 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít. Và giá sẽ là 80k nhé, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em là xong này. Đấy, cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40 cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15 cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá. Sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhé. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi, cắm vào chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm vào chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Các bác cho nước vào đây cho em nhé. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhé. Cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó. Đây. Nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhé. Đó. Quạt đang chạy đây này. Đấy. Và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhé. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây. Phun sương thì các bác có thể là phun một tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bác này. Đó.
Con này thì hàng đa di năng luôn, vừa quay vừa phun xương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun xương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá. Và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng xương nó phun ra này. Đây, xương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bác này, xương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và xương của nó thì là xương mảnh nhá. Xương mảnh, xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh, xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó, quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn. Có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này. Đây. Đấy, bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy, các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này. Thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun xương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước xương này, và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy. Còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun xương là nó sẽ phun xương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun xương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết cho nước này thôi. Tại vì cái dòng phun xương này nó mất rất là ít nước các bạn. Thế nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là quạt phun xương các bác nhá. Đấy, quạt phun xương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây, quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá. Quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này. Mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá, số 1, số 2. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm ở đầu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đây nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt... quạt pin như này. Đấy, các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2. Thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy. Và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện. Giá của nó sẽ là... lên cho em là quạt Makita đi. Quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện, giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhá. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là
bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần, đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc, và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái, còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, à cái phần cước này của nó khá là dày luôn, và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 3 cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo, rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10 cm, rộng thì khoảng 5 cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy, lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25 cm, mà chiều này khoảng 30 cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này, thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy, chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái, và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá, 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây, bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn, và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, bác thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch cái đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20.000 một chiếc này thôi. Các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhá. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa, giá của nó sẽ là 160.000. Hộp đũa thìa, lên cho em là hộp đũa thìa thôi. Hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá. Tháo ra đổ nước đi. Đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20 cm, chiều rộng cũng khoảng 20 cm, và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10 cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này, và cái hộp này để các bác cắm đũa, cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một cái hộp đũa thìa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị. Đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ, và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em sẽ bao ship. Đây, đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này, và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá, chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này, và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn, to nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy, thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy, mẫu chữ G này. Đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi.
mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này. Mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá. Dây khá là dài luôn. Tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy. Hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này. Nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này. Ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Đó, tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dần di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dần di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dần di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20. Chiều cao thì vào khoảng trên 10cm. Và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá. Túi đeo bụng đó, thì nó sẽ có hai màu. Màu xanh quân đội và màu dàn di. Màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là
điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên. Thì các bác lên cho em túi này, nó sẽ là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy. Con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá. Thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000. Còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này, một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây. Chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây. Màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác thấy không? Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây. Rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM, con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy.
điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt mũi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện thành tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá, vật đứng 130k cho con vật đứng nhá. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy, lên cho em là vật mũi đứng này, vật mũi đứng. Vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em, 130.000 cho em vật mũi đứng như này. Rồi ok. Hello chào bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá, made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này, 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này. Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ, các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá, cũng hàng nội địa của Nhật luôn, muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này. Đó, con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá, 300ml, nó to hơn một chút. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này thì rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây. Kabushi này. Đấy, Kabushi made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho các bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là nó giấy rác cũng cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này. Ok luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em 1 năm các bác thông cho em 2 3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì nay mình shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây. Chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này.
Con này thì rất tiện dụng luôn, à, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy. Khi mà các bác bôi và đau mỏi vai, cổ, vai gáy các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Đen cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn, để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhá. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhá. Đây các bác này, nó rất là tiện luôn nha. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây, nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy. Rất tiện luôn, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này, trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản là sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi, một hộp kem, một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không? Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên theo là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này, 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này và có 6 cấp độ rung con này. Đấy, vào đây. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Dùng rất mạnh các bác. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá. Dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Đây, một dây, đầu vòi xịt, một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt, một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình, hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân tưới cây đều ok hết rồi, ok. Đấy, 90k các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây, lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá. Thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy. Hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng của Nhật, đây các bác. Đấy, tem mác chữ Nhật hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây,
Con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này. Đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi. Nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử. Giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá. Bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây, có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây nó sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc khóa các bác nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá. Dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá. 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó. Móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000. Lên cho em là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng. Giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi.
tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao. Đấy, đây các bạn này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bạn thấy không? Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy, nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này. Tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này, hoặc là ăn cơm ăn nước này, hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đây, ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo, quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50-20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này. Có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến, thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy, thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3 40 mét là cùng nhá. Đó, 3 4 50 mét là cùng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này. Giá sẽ là 100k các bác này. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá. Còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này chứ em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy. Tiện chưa, có thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện.
Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này, đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết, hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm, một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo, dây dày dẫn chắc chắn, lõi to, đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là sạc béo này, sạc béo, giá sẽ là 50k. Rồi, ok các bác nhá, 50.000.